Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chuyện không thể đùa, chiếc ghế mạt vận sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại, ai tiếp theo? Tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung là Nguyễn Thế Thảo. Ông này khi còn tại chức có cho chặt hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội, bị xã hội lên án rất mạnh mẽ. Đây là vụ tiêu cực rất lớn vì lúc đó cả xã hội dậy sóng. Cũng lúc đó ló ông Trọng mới nhóm nên Nguyễn Thế Thảo không bị điều tra. Tuy nhiên sau đó thì ông Thảo cũng phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và không được tái cử hoặc thăng chức, phải về hưu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đã ở tù. Đến ông Nguyễn Đức Chung, khi đó ông Chung được rất nhiều báo chí ca tụng về thành tích bắt cướp và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nguyễn Đức Chung là ngôi sao chính trị đang lên nên nhiều người đánh giá rất cao. Thêm vào đó là vụ khủng hoảng con tin tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chính bản lĩnh của một người từng trải của ngành công an, ông Nguyễn Đức Chung đã xông pha vào tận hang cọp và giải thoát thành công cho những cảnh sát cơ động đang bị bắt giữ làm con tin. Lúc đó, ông Nguyễn Đức Chung đã thuyết phục được người dân thôn Hoành thả người. Vì bị cướp đất, sự uất hận của những người nông dân lên rất cao. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung đã làm được những điều mà những người khác không thể. Với hành động giải cứu thành công cho cảnh sát cơ động, tên tuổi ông Nguyễn Đức Chung nối như cồn và được nhiều người đánh giá là một ông chủ tịch thành phố rất có triển vọng. Tuy nhiên, cái ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dường như là chiếc ghế mạt vận. Sau kỳ tích giải cứu Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung trượt dài trên con đường sự nghiệp. Vụ án Nhật Cường Mobile đã đưa ông Nguyễn Đức Chung đến hồi mạt vận, mặc dù ông có rất nhiều yếu tố để vươn mặt nhiều đối thủ trên con đường chính trị. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch cũng theo gót ông Nguyễn Đức Chung vào tù. Người Cộng sản sinh ra là để đạp đổ những gì thuộc thế giới tâm linh. Tuy nhiên, dù cho họ đạp đổ như thế nào thì người Cộng sản thế hệ sau vẫn tin vào tâm linh. Họ thậm chí tên đến mức độ mê tín. Như ông Trần Đại Quang từng đến Nepal để viếng chùa, ông Nguyễn Tân Dũng cũng như vậy. Đáng chú ý là theo chân ông Nguyễn Tân Dũng sang đất Phật có cả Trần Bắc Hà, nhưng cuối cùng thì Trần Đại Quang và Trần Bắc Hà cũng đến hồi mạt vận. Không phải ngẫu nhiên mà người Cộng sản chuyển từ lối chống đối sang sùng bái. Tâm linh là chuyện không thể đùa. Lần này có người nói rằng chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là chiếc ghế mạt vận. Không biết có đúng vậy hay không. Và cứ chờ thêm người kế tiếp ông Chu Ngọc Anh có gặp được vấn đề gì không thì sẽ biết. Vào ngày 7 tháng 6 khi mà ông Chu Ngọc Anh bị cách chức chủ tịch thì khi đó ông Lê Hồng Sơn cũng được phân công tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh. Thực ra từ trước đó ngày 4 tháng 6 tại phiên họp xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị đã đồng ý phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày 7 tháng 6. Trước khi làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì ông là Thứ trưởng của Bộ Tư pháp. Đây là hình ảnh ông Lê Hồng Sơn liệu có phải là người nối gót hay không. Ông Lê Hồng Sơn hiện là người tạm quyền chứ chưa phải là chủ tịch chính thức. Rất có khả năng ông Sơn sẽ chính thức làm chủ tịch khi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố ở kỳ tiếp theo. Được biết, chiếc ghế chủ tịch thành phố lớn thứ nhì của đất nước là cơ hội lớn của chính trị vì ghế này dễ giàu, nhanh và cũng rất dễ vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Sơn cũng cần phải lưu ý rằng đây chính là chiếc ghế mạt vận. Nếu tham lam hoặc không cân nhắc kỹ trước khi hành động thì rất có thể tương lai chính trị của ông cũng sẽ đứt bóng như hai người tiền nhiệm mà thôi. Sự trừng phạt của con người thì dễ, chứ sự trừng phạt của trời thì rất khó tránh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khôn 3 năm dại 1 giờ, Phạm Công Tạc xẻ được bao nhiêu trong 19 tỷ liên quan đến vụ Việt Á. Ông Chu Ngọc Anh thì đã vào tù, lộ ra căn nhà hàng trăm tỷ, một tài sản rất khủng. Ông Chu Ngọc Anh với vai trò là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vào năm 2020 ông ký quyết định chi 19 tỷ đồng cho nhóm nghiên cứu dởm của Học viện Quân y và công ty Việt Á. Đã lộ rõ ràng đây là dự án khống vì Việt Á nhập toàn bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc về dùng chứ chẳng có nghiên cứu nào cả. Như vậy là bộ máy lãnh đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ đã xẻ thịt 19 tỷ ấy chia nhau. 19 tỷ chia nhau đó, đương nhiên người có quyền cao nhất hưởng nhiều nhất. Đó là ông Chu Ngọc Anh, sau đó thì mới có thể đến ông Phạm Công Tạc và những người khác. Như vậy ông Phạm Công Tạc chỉ là người ăn ké, tuy nhiên ông Tạc lại nhận hình phạt nặng như ông Chu Ngọc Anh. Đây là hình ảnh dự án vẽ ra 19 tỷ làm nhiều quan tham thèm muốn. Với căn nhà hàng trăm tỷ, đây là bằng chứng ông Chu Ngọc Anh ăn ở rất nhiều dự án khác nhau trong cuộc đời làm quan của mình. Điều này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải phanh phui cho tới cùng. Còn với ông Phạm Công Tạc, ăn bao nhiêu trong 19 tỷ thì cũng cần phải khui ra. Là người ăn theo ông Chu Ngọc Anh nhưng lại mất chiếc ghế thứ trưởng và bản thân bị tống vào tù thì quả thật đây là cái ăn của người dại. Và vì sao lại dại mà điều mà dư luận đặt ra là vì vụ án cưỡng bức dân mua bộ kit xét nghiệm dởm với giá cao cắt cổ, nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ. Với trăm tỷ thì gọi là lớn chứ 19 tỷ chỉ là tham nhũng vặt. Để những món tiền vặt vãnh làm mất ghế thì đấy là sự dại dột. Làm quan thì chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải ma, chứ dại dột thì đi ở tù sẽ chào đón họ ngay lập tức. Ở Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiều người cũng có khả năng cao tham gia xẻ số tiền 19 tỷ ấy, nhưng họ gần như không bị nhắc đến. Đó là trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Sai phạm của nhóm nghiên cứu này kéo dài đến đời ông Đạt làm Bộ trưởng và chính ông ký văn bản ban hành kết quả nghiên cứu dởm, nhưng ông vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, người làm ông Phạm Công Tạc phải vào trạm tù. Liên quan đến công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vào ngày 7 tháng 6. Ông Tô Ân Xô, Trung tướng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đã lên phương tiện truyền thông khẳng định ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị bắt về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, sếp của ông ta là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt thì không bị bắt, thế mới cay. Bị bắt xong mới thấy ăn mặc các không đáng mà để bị mất hết đến như vậy. Ông Phạm Công Tạc bị bắt do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ kit xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước, đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nó được quy định tại khoản 3 điều 219 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Đây là hình ảnh ông Phạm Công Tạc. Giờ này ở trong tù ngẫm lại những sai lầm, vì thiếu khôn ngoan thì đã muộn. Sự nghiệp đã chấm dứt và cả danh dự cũng bị mất luôn. Quan trọng hơn là cả những khoản tiền trục lợi ít ỏi trong trò nghiên cứu giả tạo ấy cũng sẽ bị cơ quan điều tra truy thu, chứ chẳng có chuyện giữ kín được. Khôn 3 năm, dại 1 giờ, chính những sự lọc lõi, khôn lành trèo lên chức Thứ trưởng để rồi một giây phút tham tiền đã đánh mất hết tất cả. Xem ra sức cám dỗ của đồng tiền đối với ông cựu Thứ trưởng là rất lớn. Hết thuốc chữa.